Cảm ơn các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thí Đạo Môn. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên ủng hộ mình nếu các bạn là người mới thì ấn đăng ký kênh và có thể like và share video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 210 lẻn vào Đại Điện Thanh Phong ở trong hoa viên một lúc mới đi về phía phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của vị nhạc phụ này. Hồi nhỏ đã từng chơi với cả Minh Nguyệt mấy lần, nhưng mà phòng ngủ luôn đóng cửa. Thực ra thì Thanh Phong cũng tương đối tò mò, không biết phòng ngủ của nhạc phụ đại nhân trông như thế nào. Sẽ không có bí mật muốn không nói cho người khác biết đây chứ. Ví dụ như mỹ nữ chẳng hạn thành phong bước tới trước hai cánh cửa lớn sau đó đẩy cửa ra vang lên tiếng cót két một luồng sáng trói mắt từ trong căn phòng chiếu ra đồng thời có một luồng sóng nhiệt tỏa ra thành phong theo bản năng lấy tay che mặt nheo mắt nhìn lại sau khi thích ứng được với cả luồng ánh sáng mạnh thì mới từ từ bỏ tay xuống nheo mắt đi vào trong phòng ngủ chỉ thấy trong căn phòng hoàn toàn là một vùng đất ánh sáng Giống như mặt trời nhỏ trôi nổi trên nóc nhà vậy Tỏ ra ánh sáng trói mắt chiếu sáng cả căn phòng Một bóng người cũng không có Thành phòng khẽ mở miệng Đây chính là loài hoa kỳ lạ mà sư phụ nói sao Nhất thời ra đầu tê giải Làm sao mà trộm được đây Trừ khi nhạc phụ đại nhân bị mù mới không phát hiện ra là hoa đã bị lấy trộm. Thanh Phong suy nghĩ một chút mới lầm bẩm nói. Bỏ đi, không quan tâm nữa, cứ ra tay trước. Hắn nhảy lên trên, bắt lấy thái dương hoa vào trong tay, đáp xuống mặt đất. Nhiệt độ không nóng như dự liệu, ngược lại còn có chút mát lạnh. Người muốn hoa này sao? Một giọng nói thong thả từ phía sau vang lên. Động tác của Thanh Phong đột nhiên dừng lại. Cứng đờ tại chỗ, chậm rãi xoay người, nở nụ cười nịnh nọt nói. Bá phụ, sao ngài lại trở về rồi? Một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau của Thanh Phong, mặc một bộ đồ màu trắng. Cổ áo được đan bằng tơ vàng. Trong suốt trần thì mang theo sự trang trọng. Trên khuôn mặt nghiêm túc, không có sự tức giận. Người này là cha của Minh Nguyệt, đường chủ thánh đường Minh Thi Thương. Minh Vi Thương thì nhẹ nhàng nói. Ta nghe nói người có chuyện muốn tìm ta, vì vậy ta liền trở về xem sao. Có chuyện gì vậy? Ngài đã ăn cơm chưa? Thanh Phong hoảng sợ buột miệng hòa một câu. Khóe miệng của Minh Vi Thương giật hai lần. Ánh mắt nhìn về phía của Thanh Phong trở nên bất thiện hơn chính là cái tên ham thú vui này lừa gạt con gái lão sao thanh phong sau khi nói xong liền hối hận ngượng ngùng nói chắc bá phụ đã ăn rồi người đến tìm ta là vì chuyện này sao giọng điệu của minh vi thương càng trở nên bất thiện hơn trong lòng của thanh phong nhất thời cảm thấy lo lắng trên trán chảy ra một tầng mồ hôi trong đầu chợt lóe một tia nói con tới đây bàn chuyện hôn sự với cả bá phụ sau khi nói xong liền thả lòng người minh vi thương thì im lặng một lúc mới nói trước không nói chuyện kết hôn của ngươi ngươi có chuyện gì muốn nói với ta thanh phong thì vỗ ngực chính trực nói bá phụ có chuyện gì trực tiếp phân phó nước tới lửa tuyệt đối không co mày như vậy là tốt nhất rồi con gái của minh vi thương ta không dễ lấy như vậy đâu Minh Nguyệt là viên ngọc quý trong bàn tay ta Người muốn lấy nó thì phải chứng tỏ bản thân mình Minh Vi Thương nói Trái tim của Thanh Phong trùng xuống Trong lòng thì thầm nói một tiếng không ổn Trong tình huống bình thường Nói như vậy chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh cần phải làm Không đợi Thanh Phong từ chối Minh Vi Thương tiếp tục nói Lễ hội hàng năm của Thánh Đường sẽ mở ra một bí cảnh những tu luyện giả dưới tứ giai có thể vào đó để trải nghiệm. Thanh phong thăm dò nói, ý của bá phụ chính là để con đi vào đại sát tứ phương. Minh vi thương cười lạnh một tiếng rồi nói, người biết thánh đường của ta có bao nhiêu phân đường không? Trái tim của thanh phong trùng xuống, trải rộng khắp phương đông, nhịn không được nói, không phải tất cả các phân đường đều sẽ đi chứ? minh vi thương gật đầu nói mỗi phân đường sẽ chọn ra hai người xuất sắc nhất để tham dự lễ hội hàng năm ngươi có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có người đến tập trung ở đấy và chuyện mà ta yêu cầu ngươi chính là giành được tư cách tham gia lễ hội thanh phong cẩn thận nói tổ chức khi nào vậy minh vi thương thong thả nói sau nửa tháng trong khoảng thời gian này thì ngươi nhất định phải tiến vào tam giai nếu không sẽ chẳng có cơ hội trong lòng của Thanh Phong như đánh trống một trận vậy, do dự nói: "Con có thể tham gia không?" Minh Vi Thương nhìn Thái Dương Hoa trong tay của Thanh Phong nói: "Chẳng phải ngươi muốn bông hoa này sao? Nó không còn hữu ích với ta nữa rồi. Nếu ngươi có thể giành được cơ hội tham gia lễ hội hàng năm, bông hoa này sẽ thưởng cho ngươi." Chương 211: Tham gia niên tế Thanh Phong nhìn về phía của Minh Vi Thương, sau đó nhìn Thái Dương Hoa trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Bá phụ đã muốn con đi rồi, vậy thì con sẽ đi, vì Minh Nguyệt mà xông vào khói lửa. Sau đó lập tức cười nói. Bá phụ, có thể cho con lông hoa này trước không? Minh Vi Thương vung tay, Thanh Phong hét lên một tiếng, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên tay chuyển đến. Cánh tay đột nhiên hướng lên trên, thái dương hoa lập tức thoát ra lơ lửng trên không trung thanh phong định thần lại u oán nhìn minh vi thương minh vi thương thì thản nhiên nói từ ngày mai ngươi phải tu luyện trong căn phòng này vâng thanh phong trả lời rồi sau đó nói bá phụ con có thể trở về chưa minh vi thương gật đầu thanh phong thì chắp tay ở trước ngực cung kính đi ra khỏi phòng xoay người rời đi sau khi Thanh Phong trở về phòng mình thì chỉ thấy Minh Nguyệt đang thu dọn quần áo trên giường. Thanh Phong nhún vai, chán nản từ bên ngoài đi vào. Minh Nguyệt thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của cô tràn đầy ý cười, cười nói: "Thanh Phong sao thế? Sao lại làm ra vẻ mặt sắp chết vậy?" Thanh Phong yếu ớt nói: "Ta có khả năng thật sự sắp chết đấy." Minh Nguyệt kinh ngạc nói: "Sao vậy?" Vẻ mặt của Thanh Phong đau khổ nói Phụ thân của ngươi muốn ta tham gia lễ hội cuối năm Còn muốn ta tham gia niên tế của Tổng bộ Thánh Đường Minh Nguyệt khẽ mở miệng kinh ngạc nói Sao lại có chuyện như vậy? Rồi đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài hét lớn Không được Ta muốn nói với cả phụ thân Tuyệt đối không thể bắt người tham gia niên tế được Thanh Phong vội vàng hét lên Chờ đã minh nguyệt dừng chân lại vẻ mặt vô cùng lo lắng thanh phong thì cẩn thận hỏi rất nguy hiểm sao minh nguyệt vội vàng nói đối với cả người mà nói thì chắc chắn vô cùng nguy hiểm khi ta ở chỗ sư phụ học tập đã từng xem niên tế rồi những người sống sót trong mỗi lần niên tế ngay cả một nửa cũng không còn người vào đó tuyệt đối là cửu tử nhất sinh không được ta phải đi tìm phụ thân Nói xong thì quay người chạy ra ngoài Đối với hắn rất nguy hiểm sao Mặc dù biết nàng lo lắng cho hắn Nhưng mà sao lại có chút chạnh lòng Thành phong lấy từ trong ngược ra Một tấm phù chỉ Vùi sự ân oán với tấm phù chỉ rồi nói Sư phụ Ngài hại con rồi Sau khi đồ nhi chết Ngài thu nhận một đồ đệ khác đi Đừng quá nhớ con Mặc dù muốn tìm được một đồ đệ xinh đẹp như con rất khó, nhưng mà cứ tạm dùng đi. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Một con phi hạc nhỏ từ trong tấm phù chỉ bay ra, vỗ cánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, liền biến mất. Một lúc sau thì phi hạc bay trở lại, giọng bạch vân từ bên trong vọng ra. Vi sư đã hát thu nhận được mấy chục đồ đệ rồi. Thanh phong mặt nghẹt, Thế giới này quả nhiên đầy sự lạnh nhạt, nhân gian không đáng. Dạng sáng ngày hôm sau, thành trì thì vẫn chìm trong màn đêm mờ ảo. Lá tướng quân mặc trường bào màu đen, đã đưa cấm quân mặc áo giáp, cưỡi hắc mã đi ra ngoài thành. Binh lính bảo vệ vội vàng mở cổng thành. Ánh mắt sùng bái nhìn cấm quân tiến vào trong thương man sân mạch. Sau khi vào sơn mạch thì phó quan vẫn không nhịn được hỏi. Tướng quân, chúng ta thật sự phải đi săn bắt tế linh sao? Như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn với cả những sơn dân đấy sao? La Sung thì thản nhiên nói. Là sơn dân quan trọng hay là bệ hạ quan trọng đây? Đương nhiên là bệ hạ. Phó quan bột miệng nói. Vậy thì đừng nói nhiều. Hai, phó quan thở dài làng mạc sơn dân thì hầu hết ở bên ngoài sơn mạch nên đoàn người không đi vào quá sâu đến một cái hồ thì la sung xoay người xuống ngựa những binh lính còn lại cũng xuống ngựa theo chỉnh tề trang nghiêm đứng ở phía sau của la sung la sung bước tới cái hồ nhìn xung quanh mắt đột nhiên nheo lại trường thương trong tay của hắn bắn ra mũi thương bắn ra như xà vậy một tiếng ầm vang lên hồ nổ tung bắn ra bọt nước một cỗ huyết hoa từ đáy hồ dâng lên phó quan thì nhấc chân nhảy lên nhảy vào trong hồ lặn xuống phía dưới như người cá vậy một lúc sau thì phó quan cầm đằng long thương nổi lên trên cây trường thương có sâu một cái đầu cá hồ khổng lồ dài 3 mét tay phó quan vỗ mặt nước một cái bọt nước văng tứ phía mượn lực phản chấn cả người bay lên cao đáp xuống bờ hồ hai tay cầm cây thương kính cẩn nói thương pháp của tướng quân thực sự quá đỉnh la sung thì cầm lấy cây trường thương vừa cười vừa nói gom củi đốt lửa đi vâng lập tức có vài tên lính chạy ra ngoài một lát sau thì mỗi người cầm một bó củi khô chất lại thành một đống một tên lính nhặt một số củi khô, thuần thục đốt lửa, còn có một tên lính khác cầm một tảng đá sạch tới, đặt trước đống lửa để chắn gió. Chương 212. Vì đại khánh Cứ hai người một đội tản ra tứ phía, tìm thôn làng bắt tế linh đi. Bản tướng quân ở đây chờ các ngươi Vâng. Tất cả binh lính đồng thanh hét lớn, xoay người lên ngựa. Cứ hai người một đội chạy ra tứ phía. Phó quan thì cũng tự mình rời đi. La sung suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi ở lại. Phó quan sưởng sốt, cung kính đáp. Vâng. Vào mùa đông thì rất khó gặp được ngày ấm áp. Một ngôi làng nằm ở ven núi Từng nhà đều đi ra khỏi nhà Vui mừng hớn hở phơi nắng Vui mừng hớn hở phơi nắng Trẻ con rượt đuổi nô đùa trong làng Người của đội săn bắt thì cũng khó ra được ngoài săn bắt Hai người đàn ông đấu vật trên quảng trường làng Những người đàn ông đứng xung quanh quảng trường Phát ra tiếng hò hét cổ vũ Tận hưởng mùa đông yên bình Một con cự viên Toàn thân màu đen, lười biếng nằm trên tảng đá ở cổng làng. Hai cô gái đang nhổ lông cho cự viên, bắt giận cho nó. Một khung cảnh mùa đông thật dễ chịu và yên bình. Lộc cọc, Lộc cọc, một trận tiếng vó ngựa dày đặc từ trong rừng truyền đến. Hơn nửa, càng ngày càng gần. Cự viên thì đột nhiên đứng lên, ánh mắt tràn đầy linh tính cảnh giác nhìn về phía khu vực trước mặt hai thớ hắc mã thần tuấn nhảy cao trăm mét lao như bay ra khỏi khu rừng hai kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ ngồi ở trên lưng ngựa áo tràng tung bay lên xẹt một bóng đen vụt qua không trung phụt máu tươi từ ngực của cựu viên bắn ra phun khắp người cô gái cựu viên thì gầm lên một tiếng vỗ lực đau đớn ngã xuống đất vang lên một tiếng ầm trên ngực thì bị một cây trường thương màu đen cắm vào Một kỵ binh phóng ngựa tiến tới giơ tay tóm lấy cự viên Dùng lực nhấc lên phóng ngựa về phía xa Hai kỵ sĩ biến mất vào trong rừng Hai tiếng thét thảm thiết phá tan sự yên bình của thôn dân Tất cả thôn dân nghe thấy tiếng động này thì đều chạy ra ngoài Nhìn thấy hai cô gái người đẻ máu Và vũng máu lớn dưới đất đều kinh hãi trong lòng của một người đàn ông lóe lên dự cảm không lành vội vàng bước tới cầm lấy tay một cô gái đang sợ hãi hỏi đại hoa tế linh đâu tế linh đâu rồi đại hoa thì ngây người lẩm bẩm nói tế linh đã chết rồi gã đàn ông thì cầm tay cô gái vô lực buông ra bàn tay đầy máu của cô gái buông xuống người đàn ông nhìn núi rừng ở phía xa một cỗ hắc ám nảy lên trong lòng tuyệt vọng nói xong rồi thôn làm của chúng ta xong đời rồi không có tế linh chúng ta phải trải qua mùa đông này thế nào đây tất cả dân làng nhất thời xôn xao bất an trên mặt lộ vẻ hoảng sợ tế linh là vật bảo chứng cho thôn làng có được chỗ đứng vững chắc nơi núi rừng đặc biệt là núi rừng vào mùa đông luôn thiếu lương thực không có sự bảo vệ của tế linh Giã thú sẽ điên cuồng tấn công thôn làng Tàn sát thôn dân Trên bờ hồ Linh thú không ngừng được đưa đến Có cự viên Kim điêu Hổ lợn rừng Thậm chí còn có các loại động vật có độc Như rết bọ cạp La sung thì ngồi trên tảng đá Xoay chuyển cây trường thương Mùi cá đầu hổ Trên cây thương thì đã được nướng tỏa ra la sung cười nói có tiên linh ở đây rồi nhiệm vụ năm nay của chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành phó tướng thì thấp giọng nói những sơn dân này cũng sẽ bị tổn thất nặng nề họ cũng là dân của khánh quốc chúng ta la sung liếc nhìn viên phó tướng nói ta biết người xuất thân là sơn dân ở trong núi có được cơ hội cuối cùng mới trở thành phó tướng cấm quân nhưng mà ngươi phải hiểu rằng từ trước đến nay từ bất trưởng binh vì nhiệm vụ đừng nói tàn sát mấy người dân kia cho dù là ngươi ta cũng có thể hy sinh đấy mọi thứ đều là vì đại khánh phó tướng làm bẩm đói mọi thứ đều là vì đại khánh buổi trưa cấm quân đưa một số lượng lớn tế linh đã săn được vui vẻ trở về an khánh thành cứ tiếp tục như vậy thì không mất bao lâu, nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi. Cấm quân càn quét xung quanh. Bất cứ nơi nào họ đi qua thì tế linh đều ngã xuống, không ngừng la hét, huyết sắc trải khắp sơn mạch. Gần tối này, ánh hoàng hôn buông xuống trên bạch gia thôn. Bạch hiểu thuần ngồi ung dung, đưa chân trên cành cây của đại thụ ở cổng làng. Cười ha hả, nhìn hai người đàn ông, bên dưới đang vật tay, Thỉnh thoảng thì ném một viên đan dược vào miệng mình Nhai giống như là nhai kẹo rồi nuốt xuống vậy Đại Bạch Trư nằm bên ngoài đám người Lười biếng ngáp dài Bạch Hổ từ phía xa chạy tới Nhảy vài cái lên người của Đại Bạch Trư Móng vuốt cọ vào bụng của Đại Bạch Trư Để lại mấy vết cào màu đen Đại Bạch Trư thì đảo mắt không nói nên lời Chương 213 Tấn công Bạch Gia Thôn Xoẹt Hai đạo lưu ảnh mạnh mẽ bắn ra từ trong rừng Mang theo thiên địa nguyên khí cuồng bảo Đại Bạch Trư thì hung tận đứng lên Lập tức hất Bạch Hồ bay ra xa Há miệng gầm lên một tiếng gào Một ngọn lửa vàng từ trên người của nó bốc lên Hai tiếng xè xẹt, xẹt vang lên Hai mũi tên màu đen bắn tới trước mặt của Đại Bạch Trư Kim quang dày đặc tỏa ra từ nơi của hắn bắn ra Tiếng sẹt vang lên bắn ngược trở lại, bắn xuyên qua hai cây đại thụ, cắm phập vào cây đại thụ phía sau. Vụn gỗ thì bay tứ tung, đuôi mũi tên thì không ngừng run rẩy. Bạch Hồ từ trên cây đại thụ nhảy xuống, đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn về phía của mũi tên với ánh mắt cảnh giác. Người của Bạch Gia thôn thì cũng đều bị biến cố nhất thời này làm cho kinh hãi may mà mọi người đều là sơn dân ngay lập tức phản ứng lại phụ nữ thì dắt trẻ con chạy vào trong làng đàn ông trong làng thì xôn xao tản ra sau đó mỗi người cầm vũ khí trong tay vây quanh đao thương ở phía trước cung tiễn thù ở phía sau đối mặt với khu rừng bên ngoài ngôi làng Ánh mắt cảnh giác trong khu rừng một cấm vệ mặc áo giáp buông cung tên xuống cau mày nói Thiên phú của con lợn này rất kỳ lạ Kim quang đó là cái gì vậy? Một cấm quân khác thì nhếch mép cười nói Loại linh thú quý hiếm như vậy mới càng có giá trị Hắc mã ngay lập tức di chuyển Nhảy lên cao 3 mét Lao ra khỏi khu rừng Cấm quân vừa buông cung tên xuống Lập tức cầm trường thương trong tay hét lên Cẩn thận Hắc mã dưới hông cũng lao ra Hai tiếng bịch bịch vang lên. Hai thớ hắc mã lao ra khỏi khu rừng, đáp xuống đất. Đội trưởng đội đi săn đi tới bên cạnh thôn trưởng, lo lắng nhỏ giọng nói: "Thôn trưởng, bọn họ e là lai giả bất thiện." Thôn trưởng nhỏ giọng nói: "Sợ cái gì, có tiểu thuần mà." Đội trưởng thì bắt đầu lo lắng. "Nhưng mà thời gian bái sư của tiểu thuần không lâu đúng không? Vạn nhất không đánh được thì phải làm sao?" Thôn trưởng vuốt dâu đắc ý nói Không phải vẫn còn sư phụ của tiểu thuần sao Sư phụ của hắn vô cùng loại hại Đội trưởng đội săn nhớ đến hình chiếu của Lý Bình An Đáng sợ ngày hôm đấy Theo bản năng gật đầu Trong lòng thì nổi lên một cỗ tự tin mạnh mẽ Bạch Hiểu Thuần từ trên cây nhảy xuống dưới Đáp xuống trước mặt hai vị kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ Lấy từ bên eo ra một cây kiểu xỉa đinh ba trải lại mái tóc có chút bù xù khi nhảy xuống. Ngẩn đầu nói với cả hai kỵ sĩ mặc áo giáp với vẻ không hài lòng. Các ngươi là ai? Tại sao lại tấn công tọa kỵ của ta? Hai kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Hai chân kẹp một cái. Hai thớ hắc mã thần tuấn đột nhiên nhảy lên, lao về phía của đại bạch trư. Hai thanh trường thương thì xoay quanh huyết sắc nguyên khí, trực tiếp chỉ thẳng vào tâm phúc đầu não của Đại Bạch Trư. Đại Bạch Trư hét lên một tiếng, hung hăng nhảy sang một bên. Keng keng. Hai tiếng chấn động vang lên. Đại Bạch Trư nhảy sang một bên kinh ngạc, phát hiện ra vậy mà một chút cũng không xảy ra. Hai tiếng ngân dài giống như ngựa. Hai thứ hắc mã lào đào lao ra hai bên. Chân đạp xuống đất, kết băng. Hai kỵ sĩ áo giáp đỏ thì cũng nhất thời ngồi không vững. Bạch Hiểu Thần cầm kiểu sĩ đinh ba chậm rãi từ trên không hạ xuống. Nhìn hai vị kỵ sĩ áo giáp đỏ với ánh mắt vô cùng bất mãn nói. Các ngươi vậy mà đánh lén sao? Hai kỵ sĩ áo giáp màu đỏ ổn định bộ dáng rồi. Ánh mắt nhìn về phía hấp của Bạch Hiểu Thuần đột nhiên thay đổi. Đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Nhóc con sơn dân này sao lại lợi hại như vậy? lúc này thì hai người mới chú ý tới bộ quần áo nhóc con sơn dân này mặc trong ngày mùa đông khắc nhiệt rất đơn giản tuy rằng bộ quần áo có chút kỳ quái nhưng mà hai người có thể khẳng định đây là bộ quần áo bình thường trong lòng hai người giật mình cao thủ không sợ lạnh cấm quân bên trái nắm chặt tay đặt lên ngực trái cúi đầu nghiêm túc nói khánh quốc cấm quân dư vạn nguyên cấm quân bên phải thì cũng nắm chặt tay lên ngực rồi nói khánh quốc cấm quân triệu vĩnh quân bạch hiểu thuần sửng sốt Kiều sĩ đinh ba rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch ôm quyền chắp tay nói tam thanh quan thanh thuần dư vạn nguyên và triệu vĩnh quân đột nhiên ngẩng đầu quang mang sắc bén từ trong mắt bắn ra đồng loạt giơ tay trái lên một loạt tiếng xé gió bao phủ bạch hiểu thuần trên người của Bạch Hiểu Thần thì dâng lên một tầng phòng ngự, cương châm dày đặc bắn lên tầng phòng ngự, bắn ra một loạt gọn sóng, dừng lại lơ lửng trên không trung. Bạch Hiểu Thần thì ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thì tức giận hét lên. Các ngươi lại đánh lén ta sao? Chương 214: Chạy trốn trong lòng thì dâng lên một cỗ may mắn, may mà trong khoảng thời gian này dùng đan dược và hai vị sư tỷ trao đổi rất nhiều phòng ngự phù, có chủ động kích phát thế cũng nhận ra được nguy hiểm phòng ngự thụ động, nếu không kích hoạt phòng ngự bu động, lần này có thể sẽ chảy máu đúng không? sẽ rất đau đấy. Hai kỵ sĩ áo giáp thì đồng thời bay lên không trung, hai cái trường thương bắn về phía hấp của bạch hiểu thần, bạch hiểu thần cầm lấy kiều sử đinh ba. Hét một tiếng, Kiểu sĩ Đinh Ba dùng lực xoay chín luồng hàn quang giống như loại chảo quét qua không trung, vang lên hai tiếng cạch cạch. Hai tên kỵ sĩ hừ một tiếng, xoay người bay ra ngoài, đáp xuống ở khu rừng quen ven bên ngoài. Cơ thể thì tiếp tục xoay trên mặt đất vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Trên cây trường thương của mỗi người đều có một lỗ hổng. Trường thương chấn động dữ dội với tần suất cao, khiến cho cánh tay của hai kỵ sĩ cũng run lên. Máu tươi ở gang bàn tay thuận theo cây trường thương chảy xuống. Đội trưởng đội săn bắt đột nhiên hét lớn, giói. Những thôn dân khác thì cũng lần lượt tỉnh lại, từng người hò hét phấn khích. Hiểu thuần, làm tốt lắm, rất lợi hại. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhếch miệng cười, Hai tiếng còi trói vang Hai thứ hắc mã lập tức di chuyển Lao thẳng về phía hai kỵ sĩ áo giáp đỏ Hai kỵ sĩ này thì xoay người lên ngựa Ngựa không dừng lại Phi như bay về trong khu rừng Bạch Hiểu Thuần sừng sốt Hét lớn một tiếng Đại Bạch Đại Bạch Trư thì phi như bay tới Bạch Hiểu Thuần rút kiểu sử đinh ba trong tay ra Tùy ý dắt vào bên eo Xoay người cưỡi Đại Bạch Trư vươn tay kéo lấy hai đại bạch trư hét lên hưng phấn kích thích đuổi theo họ cho ta đại bạch trư xuất kích đại bạch trư ngay lập tức vươn đôi chân ngắn đuổi theo trong mắt của nó thì lóe lên sự đắc ý cho các người đánh lén ta hả trư gia gia này cũng không phải là hạng dễ bắt nạt đâu cánh mũi đóng mở lần theo khí tức của hai kỵ sĩ phi như bay đuổi theo Khoảng cách thì không ngừng rút ngắn Dư vạn nguyên đang chạy phía trước Quay đầu nhìn lướt qua Ở phía không nằm xa Sau đó là đại bạch trư Thoát ẩn thoát hiện Sau cây đại thụ Vọt nhanh về phía trước Dư vạn nguyên thì lớn tiếng nói Hắn đuổi tới rồi Trong mắt của triệu vĩnh quân lóe lên một tia hung ác nói Dụ hắn tới chỗ của tướng quân đi Tướng quân sẽ giết hắn Dư Vạn Nguyên quay đầu nhìn lại lần nữa, khoảng cách với cả Bạch Hiểu Thần ngày càng ngắn đi, thậm chí có thể thấy rõ nụ cười đắc ý trên khuôn mặt. Dư Vạn Nguyên quay đầu lại, lo lắng nói: "Không được, không kịp rồi. Chúng ta chỉ hướng mà chạy thôi. Chỉ cần có thể một người trốn thoát là có thể thông báo cho tướng quân để báo thù cho chúng ta." Triệu Vĩnh Quân gật đầu, thể hiện sự đồng ý. Hai người lập tức phi ngựa sang hai hướng trái phải Từng người cứ thế mà chạy Bạch Hiểu Thuần thì cưới heo Chạy đến chỗ hai người phân tán Đã phân tán rồi sao Bây giờ phải làm sao đây Đuổi bên nào tốt hơn Còn chưa đợi Bạch Hiểu Thuần suy nghĩ Thì Đại Bạch Trư đã chạy đi rồi Đuổi theo hướng của Dư Vạn Nguyên Cánh mũi đóng mở Lần theo khí tức trường tiễn Trên cơ thể con ngựa liền có thể người thấy rõ ràng mũi tên dài trên lưng ngựa. Trong mắt thì mang theo một tia kiều hận và khoái trí. Dám bắn ta sao? Có bản lĩnh thì đừng chạy. Bạch Hiểu Thần lắc người một cái, thô bạo, túm lấy tay của Đại Bạch Trư, bất mãn nói. Chậm lại chậm lại. Cả hai người càng lúc càng gần nhau, chỉ cách nhau mười mấy mét. Một người điên cuồng chạy, người kia thì điên cuồng đuổi theo, bạch Hiểu thần duỗi tay lấy hít cửu sửa đinh ba từ bên eo ra cửu sửa đinh ba lập tức biến lớn dài bằng lòng bàn tay bạch Hiểu thần cầm cửu sửa đinh ba trong tay xoay một vòng đột nhiên hét lớn đi cửu sửa đinh ba đột nhiên lao ra giống như cái nhỏ lao về phía sau lưng của dư vân nguyên dư vạn nguyên thì phun ra ngụm máu tươi cơ thể nghiêng ngả từ trên ngựa ngã xuống lăn mấy vòng trên mặt đất đóng băng. Hắc mã lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. Một người một heo đang lao tới, hai mắt lóe lên huyết quang. Miệng há lớn lộ ra răng nanh sắc bén. Bạch Hiểu Thuần thì cho heo dừng lại, ngạc nhiên nhìn Hắc mã rồi nói. Đây là con gì vậy? Nhìn trông giống như ngựa mà lại không phải ngựa. Đại Bạch Trư thì cũng nhìn Hắc Mã trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sống trong thương man sơn mạch mấy mấy năm rồi, tuyệt đối chưa từng nhìn thấy trò hay như vậy. Mắt đỏ có thể bị bệnh đau mắt đỏ, nhưng mà một miệng đầy răng nanh thế này là cái gì đây? Đau mắt đỏ biến dị sao? Hắc mã hung hăng, lao về phía của Bạch Hiểu Thuần, nhảy vọt lên cao năm thước. Độ cao vốn đã cao hơn cái cây bên cạnh rồi. Bốn vó ngựa lao nhanh về phía hấp của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần nắm chặt tay lại, hung hăng dơ lên cao, nắm đấm chạm vào vó ngựa, một đạo thanh quang lóe lên, tiếng sừng gãy răng rắc vang lên. Hắc mã hét một tiếng thảm thiết, phi như bay lên trời, đâm vào một cây đại thụ, vang lên một tiếng rầm. Đại thụ nghiêng ngả, rơi xuống mặt đất, cành cây thì văng tán loạn. Bạch Hiểu Thuần xoa xoa nắm tay, nhếch miệng nói. Quá cứng, quá cứng. Đại Bạch Trư trọn tròn mắt. Rõ ràng có thể tránh được. Không nên phản kháng lại. Có phải ngươi là tên ngốc không? Sao lại cảm thấy rằng tên chủ nhân này còn không thông minh bằng ta vậy? Dư vạn nguyên từ dưới mặt đất chợt vật đứng dậy. Mấy mảnh áo giáp sau lưng rơi từng mảng xuống. Lộ ra tấm lưng xương phủ. Bạch Hiểu Thuần vung tay lên, cửu sĩ đinh ba từ dưới mặt đất bay lên, rơi vào trong tay của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần đi tới trước mặt của Dư Vạn Nguyên, trầm mặc nhìn hắn, bất mãn hỏi bằng ngữ khí non nớt. Tại sao lại đánh nán chúng ta? Dư Vạn Nguyên cười nói, muốn giết thì giết, làm gì có tại sao? Muốn giết thì giết sao? Bạch Hiểu Thuần tức giận hét lên có tin ta giết người hay không hả dư Bạn nguyên thì khinh thường nhìn bạch hiểu thần nói tên nhóc nhà ngươi chưa từng giết người đúng không bạch hiểu thần kinh ngạc làm sao ngươi biết dư Bạn nguyên cười nói thứ nhất ngươi không phải là sát thủ thứ hai đòn công kích vừa rồi rõ ràng có thể giết ta cuối cùng lại thu tay lại nhóc con hay là ngươi mời người lớn trong nhà tới đây đi ngươi còn quá nhỏ bạch hiểu thần tức giận hét lên ta không phải tên nhóc ta là sư huynh nhìn bốn phía xung quanh ánh mắt sáng lên nhìn thấy một cây một cây mây khô héo rất thô cứng quấn quanh một thân đại thù lập tức bước nhỏ chạy tới vươn tay nắm lấy gốc cây mây dùng sức kéo thân cây ra sau đó thì bay lên thân cây kéo bỏ một đoạn dây mây chằng chịt chạy đến trước mặt của dư vạn nguyên dư vạn nguyên đánh giá nhìn dây mây gật đầu nói dùng dây mây trói ta sau đó để cho chưa yêu kéo trở về sao ý kiến hay đấy bạch hiểu thuần nhìn dư vạn nguyên kinh ngạc kêu lên sao ngươi lại biết dư vạn nguyên cười nói ngươi cho rằng mười mấy năm qua ta sống vô ích sao ta đề nghị bạn đóng một cái bè gỗ đặt ta lên đó kéo đi có thể tiết kiệm không ít công sức của tọa kỵ đâu, còn có thể tăng tốc độ. Bạch Hiểu Thuần thì bĩu môi, ngang ngược nói, không thích. Cúi người buộc chặt dây mây quanh eo của Dư Vạn Nguyên, sau đó thì kéo Dư Vạn Nguyên đến trước mặt Hắc Mã. Hắc Mã há miệng, cắn Bạch Hiểu Thuần một cái, trong mắt tràn đầy sự hung ác. Bốp! Bạch Hiểu Thuần nắm chặt tay, tung một quyền, đấm vào đầu của Hắc Mã, hắc mã đập đầu xuống mặt đất đóng băng nhất thời chìm sâu vào trong đấy ánh mắt của dư vạn nguyên vô cùng đau khổ bạch hiểu Thuần dùng cây mây quấn quanh cổ của hắc mã chuẩn bị siết chặt dư vạn nguyên vội vàng hét lên dừng ngươi như vậy nó sẽ chết đấy bạch hiểu Thuần gật đầu nói với cả vẻ đương nhiên nhìn nó răng nanh đầy miệng thế này thì trông không giống ngựa siết chết ăn thịt thôi một tia bi thương hiện lên trong mắt của Dư Vạn Nguyên, nhìn Bạch Hiểu Thuần buộc dây mây thô cứng vào cổ tọa kỵ yêu quý của mình. Lúc này thì hắn đột nhiên có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của thôn dân bị mình giết chết tế linh, vô lực, bi thương, đầy tuyệt vọng. Bạch Hiểu Thuần buộc đầu dây mây khác vào eo của Đại Bạch Trư, nhảy lên lưng của Đại Bạch Trư, vỗ mông heo hét lên, về thôn. Đại Bạch Trư lập tức chạy ngay, kéo theo Dư Vạn Nguyên và Hắc Mã đang nghiêng ngả lào đảo phía sau. Thỉnh thoảng thì phát ra một vài tiếng kêu đau đớn. Khi Bạch Gia Thôn bị tấn công, bên ngoài Thạch Thôn thì cũng có hai kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ lao ra. Hai kỵ sĩ đứng trong khu rừng bên ngoài Thạch Thôn. Một kỵ sĩ tỏa ra một làn sóng nguyên khí đầy khiêu khích, tiến về phía của Thạch Thôn. Một nhánh cây liễu ở giữa thạch thôn lay động, sau đó khôi phục bình thường trở lại, bay theo gió thổi. Có những viên đá nhỏ mà không cần phải tự mình đi liều mạng. Về phần của Thạch Hạo lại càng không có cảm giác với những dao động nguyên khí khiêu khích, linh khí mà hắn tu luyện không có cảm giác với cả nguyên khí. Trong khu rừng, hai kỵ sĩ khiêu khích rất lâu, trong thôn chẳng có động tĩnh gì cả. Kỵ sĩ bên trái nhỏ giọng nói: Trong thôn này không có tế linh đúng không? Kỵ sĩ bên phải lắc đầu quả quyết: Tuyệt đối không thể. Ngôi làng không có tế linh trong thương man sơn mạch này sẽ không thể sống sót qua mùa đông được. Kỵ sĩ bên trái thì cũng gật đầu nghi hoặc nói: Bây giờ phải làm sao? Kỵ sĩ bên phải thì siết chặt trường thương nói: Tiến vào trong tìm kiếm tế linh. Được. Chương 216: Tấn công Thạch thôn. Kỵ sĩ bên trái gật đầu. Đối với cả quyết định này thì không cảm thấy có gì sai, chỉ là một sơn thôn nhỏ thôi. Đối với cả bọn họ mà nói thì phóng ngựa là có thể san bằng. Hai người cưỡi ngựa Lao về phía ngôi làng Hắc mã ra sức lao đi Dễ dàng nhảy qua cổng làng cao 3 mét Nhảy vào trong làng Người dân trong thôn thì đang chuẩn bị bữa tối bên lửa trại Quay đầu nhìn sang Đám trẻ con đang chơi đùa thì cũng dừng lại Tất cả mọi người đều nhìn hai kỵ sĩ áo đỏ đang sông tới Sắc mặt lại không có chút sợ hãi Hung thúc cự hổ Hai đầu dễ dàng bị thạch hạo giết chết lúc này thì thôn dân đều tràn đầy tin tưởng thạch hào kỵ sĩ cấm quân bên trái nhỏ giọng nói đại ca tình huống này có gì đó không ổn cấm quân kỵ sĩ bên phải cười lệnh một tiếng rồi nói sợ cái gì chỉ là mấy sơn dân có thể đảo lộn trời đất sao lớn tiếng hét lên ta là cấm vệ binh của khánh quốc hoàng cung mau bắt tế linh của các ngươi đến đây nhận lệnh Thạch Hạo thì đang ngồi xếp bằng ở trong đám người, hai chân trống lên cười nói. Tế linh của chúng ta đi ngủ rồi, các ngươi tìm tế linh có chuyện gì vậy? Hiệp sĩ bên phải hét lên nói. Có chuyện gì thì cũng là chuyện của tên nhóc nhà ngươi có thể quản sao? Mau giao tế linh ra đây. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Thạch Hạo trầm xuống. Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ rồi, rất nhạy cảm với các loại từ xúc phạm cha mẹ này kỵ sĩ mặc đồ giáp đỏ bên phải còn muốn hét lên thân ảnh của thạch hạo đột nhiên di chuyển lao về phía của hắn như một con mãnh thú tung một cú đấm đi ra cả không trung vang lên tiếng nổ sắc mặt của kỵ sĩ áo giáp đỏ bên phải thay đổi vội vàng giơ thương về phía trước tiếng xương gãy kêu răng rác chuyển đến trường thương thì văng ra khỏi tay đâm vào ngực Kỵ sĩ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ra ngoài, va vào cánh cổng gỗ của ngôi làng, vang lên một tiếng nổ. Hoa tuyết bay khắp phía. Sắc mặt của kỵ sĩ bên trái thì đại biến, vừa kéo hắc mã, hắc mã đột nhiên xoay người, nhảy trồm lên bỏ chạy. Kinh nghiệm chiến đấu và thiên phú của Thạch Hạo thì không phải là gì, nhưng mà với tên ngốc của Bạch Hiểu Thuần thì làm sao mà so sánh được khoảnh khắc kỵ sĩ mặc áo giáp bỏ chạy đi. Chân của Bạch Hiểu Thần đã rậm xuống đất, vang lên một tiếng rầm rồi. Toàn bộ mượn lực phản chấn giống như tiễn thỉ lao đi. Trong nháy mắt đuổi kịp hắc mã, một cước tung ra. Hắc mã hét lên thảm thiết, nghiêng ngả ngã xuống đất. Kỵ sĩ đột ngột nhảy khỏi lưng ngựa, chật vật ngã xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, hắc mã ngã xuống đất, trượt dài một đoạn thất khiếu chảy máu mắt thấy không thể sống nổi kỵ sĩ cấm quân ngã dưới đất nhìn thạch hạo đang ung dung thoải mái kinh hãi kêu lên người giữa cuộc là ai ta chỉ là một sơn dân mà thôi khóe miệng của kỵ sĩ lộ ra một tia cười khổ sơn dân khi nào sơn dân đều mạnh mẽ như vậy hả phải biết hai người họ đều là cấm vệ hoàng cung cao thủ nhị giai thực sự Thế mà hợp lại thì cũng không địch nổi. Kỵ sĩ cấm quân đột nhiên giơ tay trái lên. Mấy đạo hàn quang bắn về phía của thạch thôn. Cấm quân hoàn toàn không nhìn kết quả, quay đầu bỏ chạy. Cấm quân thì phun ra một ngụm máu, toàn thân run rẩy trực tiếp ngã xuống. Thạch hào đứng yên tại chỗ, trên người thì dâng lên khí lưu kim sắc cười nói hiệu quả phản đạn của kim quang chú thật mạnh thạch Hảo làm rất tốt từng tiếng gieo hò truyền đến thôn dân lần lượt vây quanh thôn trưởng và đội trưởng đội săn bắt đại hổ đi đến bước nhanh đi ngang qua đống đổ nát ở cổng làng đến bên cạnh thạch hảo thạch hảo thì ngẩng đầu nhìn thôn trưởng nghi hoặc hỏi thôn trưởng ra ra thạch thôn chúng ta có đắc tội người nào không vậy Đại hổ thì lắc đầu nghiêm túc nói Không có Từ khi vào đông đến giờ thì Thạch thôn chưa từng tiếp xúc với cả người ngoài Huống chi là đắc tội Còn trước đây thì sao Thạch hạ hỏi Thôn trưởng cũng nói Từ khi sư phụ của ngươi đặt ra quy tắc ở phụ cận Nghiêm trị một số thôn làng không tuân thủ quy tắc Liền không có ai dám tìm gây có Gây sự nữa rồi Càng không nói đến Người đã bái tam thanh quan làm chủ sư phụ, chúng ta đương nhiên sẽ càng không gây chuyện, để tránh liên lụy tới ngươi. Thạch Hạo thì nói thầm. Vậy thật là kỳ quái, ta thấy sát khí của bọn họ bừng bừng, rõ ràng là lai giả bất thiện. Đại Hổ nhìn chăm chăm vào cấm vệ nằm dưới đất, nghiêm túc nói: trên người bằng áo giáp, không phải là người của Sơn Lâm chúng ta, là người trong quân đội đến. Thạch Hạo nói thầm: quân đội. Sao quân đội lại ra tay với cả thạch thôn chúng ta nhỉ? Một cành liễu xanh tươi phiêu đãng trên không trung. Cây liễu phất qua người hai cấm quân. Cành cây thì phất phơ trước mặt thạch hạo. Thạch hạo tò mò nhìn cành cây nói. Tế Linh, ngươi biết không? mười 217 Thạch hạo phát uy Cành Liễu gật đầu phất phơ về phía của Thạch Hạo, quấn quanh tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cười vài tiếng rồi nói: "Có chút ngứa." Thạch Hạo. Một ý niệm thông qua cành cây truyền vào não của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng kêu lên: "Tế Linh!" Thôn trưởng Đại Hổ và những thôn dân xung quanh thì đều theo bản năng nhìn về phía của Thạch Hạo. Tế Linh Ngươi gọi Tế Linh làm gì Ánh mắt ngưng tụ vào cành cây Quấn trong tay của Thạch Hạo Dần dần trở nên kích động Một lúc sau thì Thạch Hạo gật đầu nói rõ Hóa ra là như vậy Ta hiểu rồi Cành liễu thả tay Thạch Hạo ra Từ không trung rút về Thôn trưởng kích động Nhìn Thạch Hạo hưng phấn hỏi Tiểu Thạch đâu Tế Linh nói chuyện với ngươi sao Thạch Hạo gật đầu nói Đúng vậy Tế Linh nói chuyện rồi sao? Tế Linh có thể giao tiếp rồi. Hóa ra là Tế Linh biết nói chuyện sao? Dân thôn thì từng người hò hét phấn khích. Thôn trưởng chờ đợi hỏi. Tiểu thách đâu? Tế Linh nói gì vậy? Bên trong phế tích, thị vệ bị thạch hạo đánh bay ra, chật vật ngồi dậy. Ho sạc sụa, phun ra mấy ngụm máu. Thạch hạo nhìn hắn, nói với cả vẻ bất thiện. Tế Linh nói trên người bọn họ có quá nhiều huyết tinh khí, trong máu còn có mùi của tế tử. Bọn họ vừa mới đồ sát lượng lớn Tế Linh, lần này vào thôn thì cũng là vì Tế Linh. Cái gì? Đại Hổ kinh hãi hét lên. Đồ sát lượng lớn Tế Linh sao? Thôn trang có Tế Linh bị giết, sao có thể sống qua mùa đông này đây? Quả thực tám tận lương tâm. Từng thôn dân đều phản ánh lại cả đồng loạt trừng mắt nhìn về cấm về. Sau đó thì trong lòng dâng lên một cảm giác may mắn. May mà Thạch Hạo đã trở về, nếu không thôn làng sẽ khốn đốn. Thạch Hạo đi tới trước mặt vệ cấm vệ quân này đang ngồi chật vật. Các ngươi là ai? Sao lại muốn đồ sát tế linh? Lẽ nào không biết đồ sát tế linh đối với cả dân làng mà nói thì chính là tai họa sao? Khóe miệng cấm vệ nhếch lên nụ cười đầy máu rồi nói. Nhóc con, gia gia ta là người mà ngươi không đắc tội được đâu gia gia ta ngược lại rất tò mò ngươi là ai thạch hạo ngẩng đầu nói tiểu gia ta cũng là người mà ngươi không đắc tội được đâu không đắc tội được cấm quân nhổ một ngụm máu ngạo nghễ nói ở khánh quốc này không có người nào chúng ta không đắc tội được ngươi và thôn làm của các ngươi đều xong đời rồi đừng có phí nhiều lời thạch hạo thốt ra một câu sau đó quay đầu nói đại hổ thúc phiền ngươi mau cho hắn lại được đại hổ lập tức bước vào bên trong một lát sau liền lấy ra một đống thiết bị nâng cấm quân lên thiết liệm này quấn lên người của hắn mấy vòng buộc chặt lại cấm quân thì một chút cũng không phản kháng trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta dùng mình nhìn từng người chung quanh dường như muốn ghi nhớ mọi người trong lòng Đồng thời những nơi khác cũng xảy ra đồ sát. Phạm vi đồ sát dần dần đến gần khu vực cách Tam Thanh Quan trăm dặm, cũng chính là phạm vi của Lý Bình An lập ra quy tắc. Ở hướng khác của Hắc Phong Trại, nơi Lý Bình An đã từng đi qua, hai kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ phóng ngựa tới. Thương móc lợn rừng, bỏ lại phía sau một nhóm thôn dân đang tuyệt vọng la hét. Hắc Phong Trại, một gã đàn ông trung niên gầy gò đứng bên cạnh lão thôn trưởng không ngừng ho khan hai mắt đỏ bừng lão thôn trưởng đã lệ rơi đầy mặt trước mắt hai người là một vũng máu thôn dân thì cũng ồn ào tập trung đến quỳ dạp xuống đất mà khóc gã đàn ông trung niên gầy gò bị thương hỏi phụ thân bây giờ phải làm sao ánh mắt của lão thôn trưởng đầy thù hận hét lên báo thù dân làng đồng loạt hét lên một người đều vô cùng căm phấn gã đàn ông trung niên gầy gò ho khan hai tiếng bi thương nói làm sao báo thù đây bọn họ đều là tu luyện giả lão thôn trưởng run rẩy đưa tay vào trong người lấy ra một tấm da thú quỳ xuống đất bi thương hét lên quan chủ xin chủ trì công đạo cho chúng ta trong tam thanh quan lý bình an đang đứng trong viện ba con phi hạc kim sắc bay xung quanh hắn giọng nói bên trong phi hạc đều rất bi thương tuyệt vọng thanh tuyết thanh vũ ninh khuyết đứng ở phía xa không dám đến gần thanh vũ thì nhỏ giọng nói xem ra sư phụ rất đáng sợ thanh tuyết gật đầu đồng ý nhỏ giọng nói từ trước đến nay thì chưa từng thấy sư phụ tức giận như vậy thanh vũ nhỏ giọng nói Đám phi hạc đều là sư phụ tặng cho Sơn Hạ Thôn đúng không? Lẽ nào dưới núi có chuyện rồi sao? Chương 218 Phi hạc truyền âm Thanh Tuyết thì nhỏ giọng nói Chắc vậy rồi, Ninh Khuyết Giọng nói của Lý Bình An truyền đến Ninh Khuyết sừng sốt Nhanh chóng chạy tới Đứng trước mặt của Lý Bình An Ông Quyền chắp tay nói Sư phụ Trong giọng nói của Lý Bình An Thì đầy tức giận nói Dưới núi có tế linh của ba ngôi làng Đã bị giết chết Ngươi đi kiểm tra một chút đi Ninh Khuyết đột nhiên ngẩng đầu lên Kinh ngạc nói Tế linh bị giết sao bọn họ làm thế nào mà trải qua mùa đông này đây lý bình an mang theo sự lo lắng nói ngươi đi kiểm tra xem chỉ có ba thôn hay có rất nhiều thôn dân bị giết tế thần nếu như gặp phải hung thủ thì không cần hạ thủ lưu tình lý bình an chỉ tay lên ba con phi hạc kim sắc bay lên trên vai của ninh khuyết ninh khuyết thì ân hận nghiêm nghị trả lời vâng rồi quay người rời đi thành tuyết chạy đến hét lên Sư phụ, chúng con đi xem được không? Thành Vũ cũng chạy tới, nhìn Lý Bình An với vẻ đầy mong đợi. Lý Bình An lắc đầu. Các người coi trường đạo quán, vi sư có chuyện muốn làm. Rồi xoay người đi về phía đại điện. Thanh Tiết nguy học hỏi. Sư phụ muốn làm gì? Thành Vũ có chút suy tư nói. Có lẽ là đi tìm đạo tổ nói chuyện, giống như trước đây. Thanh Tuyết gật đầu, có thể là như vậy buổi tối trong khu rừng đất rất âm u bên hồ nước có một đống lửa la sung đang ngồi bên cạnh đống lửa nướng cả một con nai rừng đã bị lột ra đã được nướng thành màu vàng mỡ thì không ngừng chảy ra ngoài rơi từng giọt xuống đống lửa kêu tí tách ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên cao hơn phó quan ngồi đối diện với cả la tướng quân trên tay thì cầm một cây mộc côn gảy đống lửa Lúc này đã có cấm quân quay trở về Tế linh được chất thành đống Đang đặt sang bên cạnh Từng kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ Đứng nghiêm trang bên cạnh La sung bình tĩnh hỏi Còn có mấy người nữa chưa trở lại Phó quan thì cung kính nói Còn có hai tiểu đội Bốn người chưa quay trở lại Một trận tiếng vó ngựa rồn rập Từ phía xa chuyển đến Thanh âm nhanh chóng đến gần La sung cao mày chỉ có một người một ngựa thôi sao một thớt hắc mã đột nhiên từ trong rừng lao ra đáp xuống bên cạnh hồ triệu vĩnh quân lập tức xoay người nhảy xuống ngựa chạy mấy bước đi đến trước mặt của la sung nửa quỳ cúi đầu xuống nói thuộc hạ làm không tốt xin tướng quân trách phạt la sung nhìn bàn tay của triệu vĩnh quân bị nứt ra cau mày nói ngươi bị thương rồi đồng bạn của ngươi đâu triệu Bính quân nhỏ giọng nói hồi tướng quân ta và tề vạn niên gặp phải cường địch trong một ngôi làng lực chiến rơi vào thế hạ phong khi rút lui thì bị truy sát vì vậy binh phải chia thành hai hướng những lời còn lại thì không cần nói nhiều binh phải chia thành hai đường người chạy đường khác không quay trở lại e là đã gặp phải bất chắc rồi cường địch lẽ nào những sơn dân kia có thể nuôi dưỡng linh thú hậu kỳ nhị giai sao triệu vĩnh quân cúi đầu thấp giọng nói không phải là linh thú là tu luyện giả một tu luyện giả trẻ tuổi tu luyện giả dám ra tay với cả cấm quân trong mắt của la sung lóe lên một đạo lệ quang cây gậy thịt nướng trong tay bị ném đi con nai rừng đã nhanh được nướng chín đều rơi vào trong đống lửa tia lửa bắn ra tung tóe Phó tướng quay lại lắc đầu. "Ta nhớ các người đi về phía Tây Nam đúng không?" Triệu Vĩnh Quân cung kính nói, "Vâng." Phó tướng quay đầu lại nhìn La Sung nói, "Tướng quân, một đội chưa trở về cũng đã biến mất ở phía Tây Nam, mà phía Tây Nam có một Ngự Thú Tông thông môn." Đồng tử của La Sung co rút lại nói, "Phong Thiên Dưỡng, ý của ngươi là người của Ngự Thú Tông đã ra tay?" Phó tướng gật đầu. Kẻ có thực lực và gan dạ trong thân ma sân mạch này chỉ nghĩ đến ngự thú tông mà thôi. Triệu Vĩnh Quân nhỏ giọng nói có lẽ không phải là ngự thú tông. La Sung và phó tướng đều nhìn về phía của hắn. Triệu Vĩnh Quân vội vàng nhỏ giọng nói Người của ngự thú tông ta biết thứ mà hắn mặc không phải quần áo của ngự thú tông chiến đấu cũng không phải là thủ đoạn của ngự thú tông phó tướng cao mày nói người xác định không phải ngự thú tông triệu vĩnh quân vội vàng nói ngự thú tông trước nay thì vẫn luôn lấy đánh thủ làm đầu hắn lại tự mình ra tay la sùng nheo mắt đột nhiên nhìn về phía của phó tướng còn có một khả năng phó tướng cung kính nói xin tướng quân chỉ giáo la sùng cười nói nghe nói năm đó ngươi cũng là sơn dân trong một lần trên đường hái thuốc không cẩn thận ngã xuống sơn cốc, có được cơ duyên tạo hóa, từ đó bước chân vào con đường tu hành, đi ra khỏi đại sơn đến hoàng đô. Chương 219: Ngọc Hoàng Kinh phó tướng khiêm tốn nói không coi cơ duyên gì chỉ là trùng hợp rơi vào một trong hang động thôi có được một truyền thừa của tiền bối bây giờ đã được dâng lên cho bệ hạ rồi bệ hạ nhân hậu thưởng chức vụ phó tướng này ta biết la sung bình tĩnh nói phó tướng thì bừng tỉnh nói ý của tướng quân là ở đây cũng có sơn dân có được cơ duyên sao la sung cười nói khả năng rất cao Phó tướng thì liên tục gật đầu. Quả thực có khả năng này. Tướng quân là muốn triều an sao? Khóe miệng của La Sung nhếch lên nụ cười khinh bỉ nói: "Chỉ là một sơn dân thấp kém mà thôi, có được tư cách gì mà ta triều an cơ chứ?" Rồi đứng dậy hét lớn: "Mang thi thể của linh thú trở về thành, ngày mai đến báo thù cho huynh đệ đã chết." Tất cả tướng sĩ đồng loạt nắm tay phải đặt lên ngược trái nói rõ la sung thế đứng dậy tọa kỵ hắc mã của ăn tự động chạy tới phó tướng cũng đứng dậy tò mò hỏi tướng quân sao bây giờ không đi tránh đêm dài lắm mộng la sung thì không hề lưu tâm nói chỉ là một sân dân mà thôi có thể có biến gì chứ nghĩ đến thị nữ tỉ muội hoa tối nay cố ý ho khan hai tiếng nói Thời gian bản tướng quân uống thuốc đã đến rồi Sau khi nói xong thì xoay người nhảy lên ngựa Phóng ngựa đi Phó tướng và một đám tướng sĩ ở lại Nhanh chóng chói thi thể của linh thú Tọa kỵ kéo ra ngoài Trong tam thanh quan đại điển Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên bộ đoàn Một tay dơ ra dưới chân Bức tượng của tam thanh đạo tổ Xin một bình rượu tinh xảo Tự động bay ra hạ xuống trong lòng bàn tay của lý bình an lý bình an thì tập trung suy nghĩ phân chia một tia thần niệm vào trong bình thông qua phù truyện phong ấn ngay lập tức giống như đi vào một không gian vô biên màu đen vậy vô số quỷ vật hư ảo bay qua trong đấy một tia thần niệm của lý bình an tiến vào bên trong đột nhiên hóa thành thần linh kim sắc ngồi trong hư không chiếu sáng toàn bộ không gian đen tối Đám quỷ hồn hóa thành từng cỗ khói đen bay lượn xung quanh thần linh kim sắc của Lý Bình An. Trong phút chốc gào thét thảm thiết, giống như quần ma loạn vũ vậy. Lý Bình An thì thản nhiên nhìn tất cả những thứ này, ngồi vững trong hư không, không hề nhúc nhích. Cút, láo sược. Từng tiếng hét khiến cho người ta kinh sợ vang lên. Trong hư không hiện ra từng bóng ma khổng lồ tụ lại thành những quỷ hồn cường đại. Có kẻ thì cầm đoạn trong tay, kẻ khác cầm trường thương, có kẻ quỷ khí bên người giống như đao, những kẻ còn lại thì ác quỷ hung thú. Vô số quỷ hồn hóa thành khói đen, kêu khóc từng tiếng, đồng loạt tản ra tứ từ phía. Từng quỷ hồn chạy trong hư không, hoặc người hoặc thú đồng loạt cúi lại kích động hét lên vô số quỷ hồn hóa thành khói đen, kêu khóc từng tiếng, đồng loạt tản ra tứ từ phía. Từng quỷ hồn chạy trong hư không, hoặc người hoặc thú, đồng loạt cúi lại kích động hét lên. Phục văn cao thượng ngọc hoàng, từ niệm thương sinh, phổ phóng thần quang, chiếu trúc pháp giới, cảm tạ ngọc hoàng cứu thục tri ân. Cửu thiên tri thượng, vi chi đại la, ngọc kinh kim quyết, vầng tầng nga nga, trung hữu thiên đế nhân từ huệ hòa trí đạo vô địch hàng phục chúng ma thiên bảo linh phù ngọc luật kim khoa thần tiên ức vạn chẳng phiên chúng ta văn giả tội diệt vĩnh xuất ái trà thị hào ngọc hoàng khung thương thực lão hư hư cảm niệm ngọc đế vô lượng độ nhân bát sinh tử khổ đại tai trí đạo vô tông thượng nhân thượng độ gia thiên hạ tế u hồn đại từ đại bi ngọc hoàng thượng đế ngọc đế từ bi từng quỷ hồn bên dưới giống như cuồng tín đồ vậy đọc những câu trong ngọc hoàng kinh nhìn lý bình an một cách tôn sùng hóa thành thần linh kim sắc khóe miệng của lý bình an nhếch lên một chút có phải là đã nghe quá nhiều về ngọc hoàng kinh rồi đúng không sao lại cảm thấy tất cả đều trở thành kẻ hâm mộ não tàn của ngọc hoàng rồi Lẽ nào Ngọc Hoàng Kinh còn có tác dụng tẩy não? Bần đạo không phải là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn." Lý Bình An chậm rãi nói, giọng nói lớn vang trong hư không. Đám quỷ hồn ngay lập tức yên lặng, giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống vậy. Tình cảm cuồng nhiệt đột nhiên tan biến. Cả đám thì đều ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An chậm rãi nói, bần đạo chính là tam thanh quan đạo chủ thuộc đạo giáo ngọc hoàng thiên tôn là một trong những tồn tại tối cao của đạo giáo đám quỷ hồn vốn đã bình tĩnh lại bỗng trở nên kích động nhiệt thiết nhìn về phía của lý bình an hóa ra là thiên nhân giáng lâm tôn thần có phân phó gì bái kiến thiên nhân nghe theo ý chỉ của ngọc hoàng thiên tôn từng quỷ hồn hưng phấn hét lên Lý Bình An thì ho khan một tiếng, đám quỷ hồn đang hưng phấn gào thét lập tức im lặng, nhưng mà đều tràn ngập quỷ khí, có vẻ rất kích động. Chương 220. Lý Bình An hành động Lý Bình An mỉm cười nói Bần đạo trước tiên xin chúc mừng chư vị Lấy lại được sự trong sạch Thức tỉnh từ trạng thái quỷ hồn Cảm tạ Ngọc Hoàng Thiên Tôn đã giúp đỡ Thượng độ chư thiên Hạ tè u hồn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Đại từ Đại Bi Các quỷ hồn lần lượt hét lên Cũng đều học Lý Bình An Gọi Ngọc Đế là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Lý Bình An thì trực tiếp cắt ngang hành vi nịnh nọt của bọn họ đối với cả Ngọc Đế rồi nói: "Bần đạo lần này đến là để chọn người xuất lực." Đám quỷ hồn yên tĩnh trở lại, trăm trăm nhìn về phía của Lý Bình An. Một quỷ hồn cẩn thận nói: "Ý của thiên sứ là muốn chúng ta ra ngoài sao?" Lý Bình An gật đầu nói: "Đúng vậy." Quỷ hồn đó liên tục lắc đầu nói: "Không được không được, ta không muốn đi ra ngoài đâu." Ta muốn ở đây để nghe Học hoàng giáo huấn cơ. Ta cũng không muốn ra ngoài đâu, thiên nhân thứ tội. Lý Bình An nhìn dáng vẻ bài sức của bọn họ, trong lòng thì giống như đạp lên thần thú mà qua vậy, không nói nên lời. Trong dự tính của mình, vốn cho rằng khai ân cho bọn họ ra ngoài, họ sẽ mang ơn đội nghĩa, lấy ơn, bắt họ tạm thời bảo vệ thôn làng và tế linh không có chuyện gì khó cả. Nhưng mà Lý Bình An không ngờ rằng tất cả lại đều không muốn ra ngoài. Muốn ngồi trong bình để lắng nghe kinh văn. Hiệu quả của Ngọc Hoàng Kinh này có phải quá tốt không? Lý Bình An nói. Đây là ý chỉ của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Chọn ta, ta nguyện xuân lực vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Chọn ta này, ta sinh tiền chính là kiếm khách tam giai. Ta phỉ, kiếm khách tam giai tính là gì? Ta sinh tiền là hỏa long thú yêu thú tam giai. Ta sinh tiền là song vĩ hồ Yêu thú nhị dai Chọn ta này Từng quỷ hồn đồng loạt hét lên Tranh giành nhau Trở nên xôn xao Liều mạng tranh nhau Yên lặng Giọng nói uy nghiêm của Lý Bình An vang vọng trong hư không Tất cả hồn quỷ lập tức yên lặng Mong chờ nhìn Lý Bình An Lý Bình An thì khoanh chân Ngồi trong hư không rồi nói Không được tranh chấp các ngươi đều muốn xuất lực vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Một đạo thần quang lóe lên, thần niệm đang ngồi trong hư không, hóa thành một đạo kim quang bắn ra. Tất cả quỷ hồn đồng loạt đứng dậy từ trong hư không, đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người đều ẩn trong hư không vô biên. Bên ngoài thì Lý Bình An đưa mắt đang nhìn bình rượu trong lòng bàn tay, lầm bẩm đói. Một đám bạch nhãn lang, rõ ràng là bần đạo cứu các ngươi nhưng mà tất cả đều đi cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế. Vấn đề là cảm kích Ngọc Hoàng Đại Đế thì có tác dụng gì đây? Lão nhân gia hắn sẽ chú ý đến các ngươi sao? Lý Bình An đứng lên xoay người mở cửa ra. Buổi tối lại có bông tuyết rơi xuống thì Thảo nói. Lại có tuyết rơi sao? Thanh Vũ thì từ bên ngoài chạy tới, hét lớn. Sư phụ, ăn tới đi. Lý Bình An đi ra khỏi đại điện, đi về phía hậu viện rồi hỏi. Ninh Khuyết có tin tức gì không? Thành Vũ chạy đến trước mặt của Lý Bình An Dừng lại lắc đầu nói Vẫn chưa Nhưng mà có tin tức của Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Thuần truyền đến Hả? Lý Bình An ngạc nhiên Sao họ lại đồng thời truyền tin? Thành Vũ đi theo bên cạnh Lý Bình An Liên tục gật đầu nói Bọn họ đều nói bị công kích Tiểu Thuần thì bắt được một tên chạy trốn Còn một tên đã bỏ mất rồi Tiểu thạch đầu đánh chết một tên Bắt được một tên Nghe nói bọn họ đều là quân nhân mặc áo giáp màu đỏ Lý Bình An cao mày nói Quả nhiên Việc giết tế linh này không phải là lệ Mà là có người cố ý làm Thành Vũ nắm chặt tay Tức giận nói Thực sự là đáng giận Và một đêm tuyết rơi Hắc phong trại đốt lên một đống lửa Trên quảng trường thì vang lên tiếng khóc than trong bóng tối bên ngoài thôn, Ninh Khuyết đứng yên lặng dưới hắc tán. Một con tiểu kim hạc đang bay tới trước mặt, lặng lặng nhìn tất cả. Một lúc sau thì xua đi tiểu kim hạc, xoay người đi về phía xa. Trước mặt lại hiện ra một con tiểu kim hạc, mở hắc tán càng lúc càng đi xa hơn trong tuyết. Sau khi ăn cơm tối xong thì Thanh Vũ, Thanh Tuyết đang bận rộn dọn, dọn dẹp bát đũa. Lý Bình An ngồi ở chủ vị nói. Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Động tác của Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngừng lại, đều ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt mang theo nghi hoặc. Lý Bình An nói, sau khi thu dọn thì các người đi nghỉ ngơi đi, vì sư có chuyện phải làm. Thanh Vũ tò mò hỏi, sư phụ, người muốn làm gì vậy? Không đợi Lý Bình An trả lời thì Thanh Vũ đột nhiên hưng phấn hét lên. Ta biết rồi, sư phụ, Muốn đi đánh người xấu đúng không? Con cũng đi được không? Lý Bình An lắc đầu. Không được. Tại sao? Và các bạn thân mến, tập của buổi trưa ngày hôm nay kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Goodbye.